Đây có mẫu máy 18 ngựa mẫu mới nè con, Kawahama nè, 18 ngựa 460 nè. Có đề luôn nha. Lan luôn nè. Đặc biệt cái đời này nó có bô dày sọc rồi con. Không, bô ghim nó luôn nha. Bà con muốn làm cho da ngon phải cái cục này phải dày nha. Bô là cục này phải dày nè, xài nó ngon nè, không được làm cái này mỏng nè, bà con có chế bô đổ bô là cái bát là phải dày lên. Không? Nóc luôn ha. Bát bên Thái Lan luôn thấy không? 18 ngựa 460. Không có đề luôn ha. Bộ chà bá luôn. Mặt cái bô dài bảy nóc chế sẵn bà con. Chụp cò bốn ốc nè, chụp cò bằng gan cái gì nè, đúng dữ vậy. Mệt thiệt. Kawahama nè, Kawahama có đề luôn. Hình như bình xăng là chạy yên lắm mà con, nó có hai phun giảm sốc luôn nè. Con chạy không sợ kêu luôn nè, phải không? Ồ, phun giảm sốc luôn thấy không? Không giảm sốc bốn bánh là như máy dầu luôn nè ha, bốn một không giảm sốc luôn nè. 460 là 18 ngựa này, đặc biệt có bô là đã không. Đây nó có cái thùng giảm sốc luôn nè, in nè, máy lên Thái Lan nó ghê nè ha, bô đã ha. Đề 12V, có đề có sạc kết hợp luôn, đặc biệt bình xăng là phái này nè, bà con chạy không sợ rung nè ha, nó nhúng luôn nè, bốn một khung luôn nè. Đây này cao cấp á. À, là nhựa luôn nè, nhựa chịu nhiệt luôn nè. Nếu con đi nước mặn không sợ xét nè. Này đi nước mặn sợ xét nè, này bằng gan luôn hay gì nè. Nước mặn không sợ xét luôn á. Mình sang nhỏ tíu à, đã thiệt chứ. Rồi con là có nhu cầu luôn nè, 0886356 7. Kawahama 18 ngựa 460 nè con. Không có đề luôn nè. Cái này như là đầy bình nó búng ra rồi con, này như sạc bình là đầy nó búng ra hay nào. Đây là off nè, đây là tắt nè. Hết bình là full là tự động mở nè, đây là sạc bình đó. Rồi, bây giờ có nhu cầu luôn nè, 0886356307.